Dạ, và liên tục chương trình văn nghệ, em xin được giới thiệu tiếng hát của giải tư Chu Nhạc Vọng Cổ, tiếng hát của nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong. Em xin mời anh Phong. Phong cũng là một người em của anh Lê Vũ Đạt. Hôm nay là ngày vui của anh thì Phong xin kính chúc cho anh được luôn trong năm hạnh phúc và gia đình được phát tài. Dạ, và thể theo lời yêu cầu, con cũng xin được trân trọng kính mời tiếng hát ý là lộn tiếng đờn của thầy con. Xin mời tiếng đờn của nhạc nghệ nhân ưu tú Đức Huệ. Dạ, con xin mời tiếng đờn của thầy lên đờn cho con ca. Dạ, con mời thầy nghệ nhân ưu tú Đức Huệ. Trong ngày vui hôm nay thì Phong xin gửi đến cho gia đình và toàn thể quý khách một bài tân cổ được mang tên Lý Chiêu Nguyên của Sơn Dạ Long Thảo. Bài tân cổ này Phong cùng nữ nghệ sĩ Ngọc Đặng giải thi chương trình giọng cổ năm 2006. Đặng nè. Dạ. Em thấy gì không? Đó, trên cành cây đó có hai con chim. Em thấy anh rồi. Đố em chứ bây giờ em biết chim gì không nè? Dạ không, em đâu biết đâu. Em không biết gì không? Dạ. Thôi em nói cho em nghe nha. Dạ. Chim Nguyên quầy ăn trái quay nhà lòng này nhà lòng ơi cô bạn nơi ơi cô bạn núi nhớ non người cách xa thôi rồi người.
người cách xa tôi rồi. Ôi đâu còn có gì buồn hơn, ôi đâu còn. Còn cái gì hả bầu? Chứ có gì buồn. Phần anh nghèo mà, còn anh đang giàu nên có tiền có nợ lòng duyên. Lòng riêng đã nặng ưu phiền, sao bầu còn cay đắng làm chi cho kẻ vô quy thêm bận biểu trong lòng. Chỉ có cái anh đàn ọt này là u cái khác thôi nè.